nay mình review cho các bạn xem cái mẫu xe cổ của Mercedes-Benz nha các bạn. Đây là mẫu Mercedes-Benz 230E nha các bạn. Đây là phía trước của xe đây các bạn. Tất cả là đều dùng bằng cơ hết các bạn. Các bạn thấy không? Ổ khóa mình mở vẫn là chìa khóa cơ. Đây, mình quay phía trước tắp tô cho các bạn xem. Cái bộ ghế này thì nói chung chủ trước đã có mai lại cho nên thấy nó khác được xíu. Các bạn vô trong xem nha. Đây, các bạn thấy xe này thì mình thấy là chưa có dọn các bạn. Thì chủ mới sau này mua lên về định dọn lại. Đây, phía sau là để 230 ơi. Ôi xe gặm giá quá. Này việc nó có bổ hả? Một chín tám tư mà, không? Bộ ghế là khí luôn rồi. Đây là xe Mercedes cổ nha các bạn, 1984. Số sàn luôn nha. Mở cấp sau vô chung. Chung mở cấp sau vô chung. Mở sao anh? Chung mở cấp sau chung. Có kì vậy? Này chứ. Đi vòng. Ủa cái này là gì thắng hả? Đi Nhật.
Mercedes 1984. Nóng quá, phải hạ kính luôn. Ở đâu hả thằng? Ở đây anh, đông đây hả? Ủa mà xi nhan nó đâu vậy? Đâu có xi nhan đi. Để vô đó luôn anh, vô đó luôn anh. Để có cái đường đi